Chúng mình học tiếp课文四，在休息室。桌子上有什么？桌子上有什么？他们要喝什么？好，跟我给 Z。小丽为什么喜欢喝热茶？都累呀，比萨马特红茶浓。小丽喜欢喝什么茶？白天红茶 Z。比如，我们一起来听吧。桌子上放着很多饮料，你喝什么？茶或者咖啡都可以。你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。Và những bài này có生nhiều dữ词。liệu mình cần ghi vào vở nhé. Mình cần ghi vào để mình trả lời câu hỏi đúng không? Chứ không còn lướt qua là mình nghe nhé, mình không đọc课文. Mình không đọc课文để trả lời mà mình nghe để trả lời để mình luyện nghe. Hả mà, ở bên trái thì nhìn xa.桌子上放着很多饮料，你喝什么？茶或者咖啡都可以。你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。生词。对，我们可以看到，回答问题吗？就和同学，桌子上有什么？桌子上有很多饮料。放着，桌子上放着很多饮料。桌子上放着很多饮料。好，谢谢。登阳他们要喝什么？他们要喝茶或者咖啡。但是呢，男的要喝茶或者咖啡，但是女的她说她要喝茶，对吧？对，所以说他们要喝茶，是吗？是。海英。小丽为什么喜欢喝热茶？因为天冷了，或者工作累了的时候，喝杯热茶很舒服。非常好。宝心，小丽喜欢喝什么茶？小丽喜欢喝茶，绿茶、红茶，我都喜欢，她都喜欢。对，花茶，什么茶，他都喜欢的。那我们现在，一起读吧。就和问一下登阳好吗？好啊，桌子上放这儿很多饮料，你喝什么？登阳，你开麦吧。我读茶或者咖啡都可以，都可那以。都可以。你呢？你喝什么？我你喝喝什茶，么？我喝茶，茶是我的真爱。天气天冷了。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热，喝杯热，茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。好，谢谢。海英问一下宝信好吗？
桌子上放着很多饮料，你喝什么？茶或者咖啡都可以，你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱。天冷了或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。非常好。那现在我们看一下啊，我们可以这样的读吗？我们可以这样的读吗？放着。桌子上放着龙啊，杯子当中蓝 A 的呀。然后，桌子上放着很多饮料，你饮想料。喝什么饮料？你想喝什么？茶或者咖啡都可以。你呢？你呢？你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱天冷或者工作累喝的时候我喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。OK，那现在我们看一下我们的练习册，第21页第四册。Mình làm bài tập liên quan ở trang 21 sách workbook nào. Workbook của HSK3 nào. Bài 4 đúng không? Trang mấy cô? Trang 21 cả phần 2 ấy là chuột từ sang. Đó, chuột từ sang. Mình điền từ vào chỗ trống ở đây nhé. Chua chữ sang. Bài trang 46 gì cô? 21. Trang Trang 21 nhưng mà sách bài workbook. review à? Review à Sách cô? workbook, sách workbook. Vâng. Mình chưa tìm thấy à? Em chị chờ câu 46 50 à cô bát bà làm thế nào Thi sự phu xí à phu xí ôn à, tập phần 2 phần 2 phần rồi 1 nhá. Bây giờ mình làm bài 2 đi. Chua từ sang nhá. Phang vâng trở mình sẽ điền từ vào chỗ trống bây giờ cùng làm nào. Chua từ sang đọc cho cô giáo nào. chua chữ sang phang trợ Khẩn Phan tua. chợ ẩn tua nhìn lào Khẩn tua ỉn lẹo. ỉn lẹo xảo Trà hoa sữa xảo sữa chưa trà khua chữa cà phê cà phê khua chữa tôi khởi gì tôi khởi gì nhau xảo ly không phải xảo ly Hân ơi Hân tập trung vào bài tập ở trong sách workbook cơ mà để từ vào chỗ trống con tìm thấy trang đấy chưa? Đó rồi ạ. Thế sao còn nỉ mỉ ủa ở đây? Chào Bây giờ chuyển Phan. sang văn trần thuật mà. Chào. Tiếp tục à cô? Ê, để từ từ để mình điền vào đi. Mình vừa làm vừa điền vào trong chỗ trống đi. Xiao gang xiang hua trà hua chửa cà phê đúng không? Cô sửa cà phê. Chào Ly. Chào Ly. Xiao Ly chơi Chơi xì khoan chơi hơ xỉ trà khoan khơ trà hoa trà hoa lưu hoa trà trà hoa trà ly lưu trà trà húng hoa trà trà
他都他喜都喜欢。欢，因为工作累了的时候，喝热茶，他会觉得很舒服。很舒服。Đây là cậu bài là bài chân thật đó, đúng không? Đó. Về nhà mình tập nói theo bài này nhá. Chuột từ sáng phang sờ khẩn tua. Nhìn leo xèo căng. Xèo khơ cà phê hồ trở trá. Xèo lì truy ai. Lùi trá. Thôi bạn, ta xảo ly chơi, xỉ hoan hơ trà, hoa trà, rì trà, hồng trà, ta tâu xỉ hoan, yên vệ công chúa lây lờ tờ sứ hậu, hơ bê trà, ta huay chuế tờ hẳn su phụ. Cái này mình học thuộc nhé. Ok, sao? Mình đọc thêm một cái bài số ủy. Lái, trà hảo thưa trắng lái, trà hảo khơ trắng lái, đúng không? Trà hảo khơ trắng lái the ý sử sư rú của trà hẳn hảo khơ khơ rấn chiêu huệ chinh trắng lái trơ chư hoa trắng yung lái bỉ yu chủ yào tông si hảo cô khơ chiêu huệ xỉ hoạn chúng mình có nhìn thấy từ mới nào không? Từ trước từ chiêu quay sĩ khoan ở câu cuối. Khơ rấn á. Dạ vâng. Trà hảo khơ Khờ trắng rấn lái. là khách. À không, cái đấy chiêu chiêu khoe sĩ khoan ở dưới cùng ở câu cuối. Cô khờ là khách hàng. À, Chiêu huệ xỉ hoạn. cô khựa. Bỉ yu. À cái chỗ này cho mình chưa biết bỉ yu để so sánh. Bị Bỉ yu là so sánh. Bây giờ cả lớp mình đọc theo cô nha. Trà hảo khơ trắng lái tờ y sử sư. trà hảo Đó, khơ khơ trắng lái trắng khơ trắng lái tớ lái y sử sư tớ y sử sư và Rú của trà hẳn hảo khơ rủ Rú của của trà trà hẳn hảo hẳn khơ Khơ rấn chiêu huệ chinh trắng lái khơ rấn Khơ rấn chiêu chiêu huệ huệ chinh trắng kinh lái trắng lái Trơ chư hoa trắng dùng lái bỉ yu. chưa Chưa. Chư chưa hoa. vì Chưa chư hoa. Trơ chư hoa trắng dùng lái bỉ chưa chưa chư hoa trắng lái dùng lái trắng dùng lái bỉ yu. Chủ yếu Tông tông sư si sư hảo tông sư khảo cô khơ chiêu huệ xỉ hoạn Cụ khơ cô chiêu khơ huệ chiêu sĩ huệ xỉ khoan hoạn là hiện tại giáo sư hỏi đồng học bạn một chút trà hảo khơ trắng lái tờ ý sử sư sần mà chiêu hở Trả hảo khơ trắng lái tờ ý sử sư sần mà Trà hảo cửa trắng lái cái gì nhỉ The easy sư. về cả cô Cô đang hỏi ý nghĩa của cái câu trà ngon thì khách thường đến ý, thì ý nghĩa là gì? Ý sử sư sần mà? y sư trà ngon mà khách đến thì ý nghĩa là gì? Thì tức là em chả hiểu à? Tức là bảo khách đến đến nhà chơi à cô? Nếu quả trà hẳn hảo khơ, khơ rấn chiêu huệ chinh trắng lái. Nếu như là trà ngon thì khách thì sẽ thường xuyên đến đúng không? Và Đấy là ý nghĩa chú của nó. của chú của trá khấn khảo khưa khưa rấn chiêu khuây trinh tráng lái OK. Nào tôi nhắn tại chẳng ý xạ. Trà hảo khơ trắng lái tờ ý sử sư sần mà?
那恰好课程来的意思是，如果恰很好客人就会经常来。好，那海英，你想想这句话常用比喻什么呢？常用来比喻什么？常用来比喻是，只要东西好，顾客就会喜欢。对，哈，把心。这句话常用来比喻什么？咱们这边就。把心啊。câu hỏi đó mẹ con nó vừa lấy bị lá这句话常用来比喻什么？这句话常用来比顾客。顾客就会喜欢。Đúng rồi, câu này thường dùng để so sánh với là gì? Chỉ cần là đồ đồ tốt ý, thì khách hàng sẽ thích. Đó là ý nghĩa của khảo trả cửa tráng lái. Thói quen của người Trung Quốc nhất là ở trong những cái tầng lớp mà có văn hóa, người ta gọi là có văn hóa ấy, thì thường hay dùng những cái gọi là như là số语này. Cho nên là bây giờ gặp số语nào thì mình ghi lại nhá, để sau này mình còn nói. Ví dụ như là nǐ de pengyou xin kāi yǐ ge shāngdiàn, đúng không? Vậy nên nǐ jiù gēn tāmen shuō, wǒ jue de zhēxiē de dōngxì dou hěn hǎo, hǎo chā kè chǎng lái. Đó, thế là bạn ấy sẽ hiểu rằng là gì? Các đồ ở đây của bạn rất là tốt. Đồ tốt như này thì tự nhiên là khách sẽ đến, đúng không? Đấy, mình sẽ vận dụng những câu này để nói chuyện hàng ngày với các bạn ý. Thì họ sẽ thích mình hơn. Đó, đúng không? Họ đánh giá là mình là người có học đây, đúng không? Cho nên là gặp những câu này mình ghi lại vào quyển sổ riêng nhá. Nào, hôm nay chúng mình học câu gì? Chá hảo cưa tráng lái, mình đã thuộc chưa? Chả Nào. hảo khưa chẳng lái. Nào, bây giờ mình sẽ đặt câu về chá hảo cưa tráng lái nào. Mình đặt câu. Ví dụ như là cô vừa nói ví dụ là của tập hướng nhau xin khai ý cửa sang tiện. Ủa lái là ủa chúi tờ tha tờ tha tờ Sở mà tung xì tàu hẳn hảo, ủa chú cân thà xua. À, ủa chú tờ nì tờ sang tiền, chê cờ tung xì tàu sư, phỉnh trừ tàu hẳn hảo. Chả hảo cơ chẳng lái à. Đó. Mình thử đặt câu về chả hảo cơ chẳng lái nào. Mình có đặt được không? Mình áp dụng vào để sử dụng nó nào. Khi mà. Thôi được rồi, cái này mình suy nghĩ sau nhá. Mình xem này, cùng là bộ nhưng mà khác đúng không? Chữa mấy tâu. Đọc cho cô chữ nào. Đã Ừ. hẳn Ừ. và lên Phụ. phụ Phụ. Phụ. Phụ u đúng không? phụ phẩm phẩm Hoàng. Rồi, đó. Mình chuyển sang bài sau nhé. Các cái thành ngữ này mình cứ ghi lại đi nhé. Sau này mình suy nghĩ thêm để về nhà mình đặt câu. Bây giờ mình sang bài tiếp theo là bài 4. Bài tập về nhà có thời gian mình chữa sau nhé. Tại vì bài đấy cũng không dễ, à cũng không, cô cũng xem qua rồi, các bạn làm cũng rất tốt đi. Nên là mình sẽ vào bài luôn để mình còn đi cho hết chương trình. Ok, thì ổ mà khai ý xạ tì sư cửa. Tì sư cửa. Tha chủng sư xiao trở gân cơ rần xua họa. Tha chủng sư xiao trở gân cơ rần xua họa. Chủng sư sư always đúng không? Cô ấy toàn là cô ấy thử gì à? Xiao trở cô ấy cười gân cửa rần xua họa, cô ấy thường vừa nói vừa cười vừa nói chuyện với khách hàng đúng không? Đó, tha chủng sư xiao zhe gân cửa rần xua họa.
我们一起读吧。第四课，他总是笑着跟客人说话。第四课，他总是笑着跟客人说话。说话。说话。好，东阳。他总是笑着跟客人说话。hai bạn không đọc à? Ok,我们聊一下. Bây giờ cô mời hai bạn nói chuyện về thời tiết rồi các vấn đề này ở trên bảng nhá. Ok, Hải Yin hỏi một chút Bảo Xin mà.今天天气怎么样？今天天气热，是是晴晴。天。是晴天还是阴天？是晴天。今天。今天是晴天，对吧？今天是什么？好，OK，就和跟邓阳对话一下吧。我们的教室漂亮吗？你们的教室很漂亮。教室里有什么？教室里有桌子。绿板、绿板，椅子，门，椅子，明了了，放着呀。教室里放着很多桌子和椅子，墙上挂着绿板，还有一个大门。明白不？来来，được không？cái gì cho cô giờ cái bảng là cái gì à cô? Lui bản, tại vì bản bảng này là bảng xanh ấy, thì mình đọc là lui bản. À, lý bản. À, chào sư, lý dầu khẩn tua tung sự, Mình tung học là sự. phang trở nhé, mình dùng từ phang trở mới qua trở. Quang trở. Em chả biết à. Quá trợ là cái gì cô? Phang trở là buổi trước mình học rồi, phang trở là đặt rất nhiều ấy. Chua từ sang phang trở khẩn tua ỉn leo. Xeo sư lý phang trở khẩn tua chua tử hỡi ỉ tử. Hai mày mình bài mà. Trong phòng đọc rất là nhiều chua tử hỡi ỉ tử. Bàn ghế đúng không? Giáo sư lý dầu Phang khẩn trở, mình tua. không từng dùng từ dầu nữa tại vì là mình vừa buổi trước mình học các cái từ về phang trở đó. Nên là gì tập tập dùng trả lời những cái mình đã học để mình trả lời câu hỏi. Giáo sư lý phang trợ khẩn tua chua chữ y chữ Ý tử. y chữ tua chữ y chữ和大门墙上挂着绿墙上板，挂着墙上挂着绿板和大门。和大门。绿板là cái bảng màu màu xanh. Mình bây giờ có thể nói được rất là nhiều từ để miêu tả đồ vật đúng không? Mình còn nói là墙上挂着từ墙, mình nhớ được cái từ墙không? Hình như mình chưa học à? Từ墙này Ở cũng trong hơi bài tập hay sao ấy? Có trong bài tập ở trên tường ấy đúng không đúng rồi, hình như mình墙上mình học rồi nhưng mà từ này cũng rất là khó nhớ.墙上挂着,
treo ấy, trên bàn thì trên bảng trên trên tường thì treo đúng không? Qua đúng rồi, qua trời. Treo cái bảng màu xanh. Chẳng sang qua sợ. Chéo sao qua trở. Cái này cũng có rất là quan trọng để miêu tả một cái bức tranh. HSK nó hay có nhiều bài như này lắm nên bây giờ cô dạy kỹ là vì thế. Chéo sao qua trở. Qua là thanh 4 nhá. Chéo sao qua trở. Rì bản. Bảng xanh ấy. Mình có khi bản là cái bảng trắng à, bảng đen phần trắng đấy đúng không? Nhưng ở đây bảng này là màu xanh thì mình nói là lùi bản. Đó. Rồi treo sư lý phang trở khẩn tua. Chua tử. Khởi ý tử. Mình che vào nha để mình tập miêu tả đồ vật trong tranh. Chỗ này là treo sự phang trở khẩn tua chua sự hứa ý sự. Ok, hảo lắm mà. Mình đi tiếp nhá. Nào, bọn xin dạy khẩn lệ, bù xẻng công dụa, thấy ý chua xe sở mà. Hải Yên, tôi hiện tại rất mệt, không xẻ công việc, có thể làm些什么？Người ta hỏi là có thể ngồi ở đâu ạ? Ngồi làm gì chứ? À? Chua là làm mà. Có thể làm những gì ấy? Chua ở đây là có phải là động từ chua ngồi đâu, đây là làm những cái gì? Vâng. Ừ. Của cha cha siêu thị khan tiên nhìn khai sư khan su Khoa trở khả su. hoặc trợ khan su xoay treo. Cái chào họ. Nhưng mà mình sẽ đổi thành nỉ nhá. Tại vì đây là của xiên xài khẩn lệ bù xẻng công ruột thì chua xia sở mà. Tôi rất là mệt thế thì tại vì bây giờ là bạn mình ở tuổi tớ tớ bây giờ mệt lắm không muốn làm gì không biết nên làm gì nhỉ thì con sẽ trả lời là gì bạn có thể đó trả lời như là Hải Anh là rất tốt rồi đổi đại từ thôi nhá. Thôi mình chuyển sang sang lesson 4 nhá. Tí sư cửa. À, chúng mình xem phần rửa sân trước. Rửa sân phần 1 ý. Mình nhìn thấy nhiều hình ảnh đúng không? Phú Ưu Yuan. Mình nhìn thấy Phú Ưu Yuan chưa? Phú Ưu Yuan. Y sĩ tú à. Phú Ưu Yuan. Phú Ưu Tiếp theo là khách Yuan, hàng. Khách hàng là khách hàng. Cửa cửa rắn. rắn, cửa rắn, Chào sư là siêu thị. Chào sư. chào sư, chào Great. sư. Chúng ta看一下这个是什么? Chúng ta sư sư mà. Bì Bị sai. sai, Chú chiếu bì sai. Là trận đấu bóng đá là chú chiếu bì sai. bị sai, Tiếp theo là gì? chào biển, Chào phiền. chào biển, Dương đọc cho cô nào. chào biển, Ừ, đúng rồi. great, Tiếp theo là gì? tàn cao, Đúng tàn rồi. cao, Tàn cao. oh no. Tàn cao. Đó, xong rồi. Nào, mình có thể chép từ mới vào nhá. Bỉ sai. Bỉ sai là trận đấu. Trận đấu bóng đá là chú chiếu bỉ sai. Trận đấu bóng rổ gọi là gì?
篮篮球球比比赛，赛。thi đấu quần vợt là gì? Quảng球比赛đúng không? Tennis đấy. Bị sai. Từ này viết hơi khó nên là mình cũng luyện viết một chút nhé. Bị sai. Rồi tiếp theo. Chào片 thì mình gặp nhiều rồi đúng không? Bộ đao với cả bộ khẩu này có ở chỗ gì? Ở HSK2 mình có rồi. Mình nhớ không? Chữ này là chữ gì? Mình có sách gì để recommend cho con Chữ gì mình nhớ không? không? Mình có sách gì mới để recommend. Chia sao? Đúng rồi, chưa sao. Còn có ở chữ gì nữa? Mình có nhớ không? Đóng. Cái bộ ấy, cô. Bộ đao với khẩu ví dụ à? Đâu Ví nhớ. dụ à thôi được rồi À, mình thấy không là là gì sao? được rồi chào Pian ok mình học chào Pian là danh từ chỉ bức ảnh đúng không nhán chí học lớp 1 thì là gì Y nén chí. À, nghỉ sang chỉ nén chí thì trả lời như nào? Nghỉ sang chỉ nén chí thì trả lời là gì đây? Tôi nhắn nghỉ sang chỉ nén chí. Ngồi sang y nén chí. Hay là không, great, great thì là. Ngồi sang chí phải nén chí. Tôi nghỉ sang 11年级. À, bảo xin nghỉ sang chỉ nén chí. Tôi sang 3年级. Ờ, à, nì tên ớ dư sang chỉ nén chí chưa hờ thú xuế. Tôi sang 5年级. Ờ, xin xin. Yêu. Yêu là vừa vừa ấy. Có cấu trúc là yêu. À. Ví dụ như là gì? Cậu ấy vừa đọc sách vừa nghe nhạc thì nói như nào? Tha thinh y về dầu khan su Thầy yêu thiên nhiên nhuệ. dầu về để đấy à cô Ừ, yêu thiên nhiên nhuệ. dầu Yêu khả su. à dầu dầu Cậu ấy vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đó là yêu, yêu là hữu hữu đúng không? Đây là một cái trạng từ đúng không? Adverb đây. cái này dùng khác cũng như là khơ khơ đúng Khứa. không cô khơ À, thay yêu lái là anh ấy lại đến rồi. Nó nghĩa là yêu yêu là vừa làm cái gì đây? Tha yêu lái lờ thì là anh ấy lại đến đúng không? Là again. Nhưng trong câu trường hợp này là nó nối giữa cái thi y nhuệ và cái khan su chỉ một cái hai hành động nó xảy ra một lúc vừa vừa nhá nó khác với cả khứa khứa là đúng không? và thông minh là thông minh Trung có chữ mình chủng đúng không ta chủng sự chút nữa mình học chữ chủng sự đúng không cô ấy ta chủng sự yêu Xiao trợ cân khờ rấn xua họa đúng không? Có chữ chủng sự này. Cô ấy toàn là đúng không? chủ sự là Holloway. Toàn là cô ấy thường vừa cười vừa nói với khách hàng. Tha chủng sự xiao trợ cân khờ rấn xua họa. Thông minh, thầy chữ thông minh là có bộ nhĩ. Nhĩ là cái chỉ đôi tai và chữ chủng này.
Trung Minh. Minh ở đây là chữ gì? Hồ Chí Minh này đúng không? Của chữ Minh. Hay là gì? Đây có phải là Minh Thiên không? Đúng ạ. Ừ, cũng là chữ Minh Thiên. Đó, mình lãi nhỉ. Mình học chữ Minh Thiên bây giờ mình biết Trung Minh. Biết chữ Trung, biết Bội Nhĩ là biết chữ Trung. Đúng không? Rưỡi chính. Bây giờ mình bắt đầu học nhiều tính từ này. Rưỡi chính. Rưỡi chính là gì? Nhiệt tình. Nhiệt tình. Mình học chinh thiên khẩn rưa là mình biết chữ rưa rồi đúng không? Chính. Chính là tình. Sự chính. Sự Sự chính khẩn tình. phụ giá. Sự chính khẩn Sự phụ tình. giá. Chữ chính đấy là gì? Sao mà xỉa? Tôi最近事情很有很多事情要做。Thì cũng là chữ chính này đúng không? Đúng, thế là mình thấy rưỡi chính này quá là dễ rồi đúng không? Tôi最近有很多事情要做。Có rất là nhiều việc phải làm. Đó. Đó. Thế là mình học chữ chính này. Với rửa chính này. Mình nhớ nhanh nhá. Chữ rửa chính là tính từ. Tha hẳn rửa chính. Tha tuổi của hẳn hẳn rửa chính. Cô ấy đối với tôi rất là nhiệt tình đúng không? Tha hẳn rửa chính. Bang chủ bia rấn. Cô ấy rất là nhiệt tình để giúp đỡ mọi người. Tha hẳn rửa chính. Bang chủ bia rấn. À, rồi nỗ lực, ta khẩn nỗ lực học tập, nỗ lực mình xem nào, à, có chữ đây là chữ nú này, nô lệ đây là nú lì là cái chữ nô này, thêm bộ lực nữa thì là thành chữ nủ, nỗ lực, Okay. nỗ lực, nỗ lực đấy, hard working. Tiếp, chủng sự đó mình học chữ chủng sự rồi. Chủng sự. Ta chủng sự. Xiao trở xua họa. Khuấy tá. À, chữ khuấy tá có lần cô dạy rồi đúng không? Khuấy tá là trả lời đấy. Xuế sông khuấy tá lão sư tờ vân thí. Học sinh trả lời câu hỏi của cô giáo là khuấy tá. Khuấy sông khuấy tá, khuấy Quả sông quân nỉ khuấy khuấy tá. bố nghỉ khuấy tá, tôi hỏi bạn trả lời. Chọn, chọn là gì? Đúng Chọn, rồi. chọn là đứng, đúng rồi. Chọn. Chọn là đứng, là động từ đứng. Tha chọn trở số họa. Cô ấy đừng nói chuyện, tha chan trở số họa. Ăn trợ số không? Tha chan trở tầng rắn, đúng không? Cô ấy đứng chờ ai đó đấy. Chứ không phải tha chua trở tầng rắn. Cô ấy không phải là ngồi chờ mọi người mà cô ấy đứng chờ mọi người, đúng không? Tha chua trở số khoa là cô ấy ngồi chờ mọi người. Nhưng đây là cô đứng để chờ để nói chuyện, đúng không? Số khoa là nói chuyện. Ưa, tu chữ ưa. Của tu chữ ưa là bụng đói rồi. Ưa là đói. Tu chữ chấm xỉa. Của tu chữ ưa là bụng của tôi đói rồi. Nhiều từ mới nữa không nhỉ? Sang HSK3 là sang một level mới đấy. Tu chữ. Tu chữ. Tu chữ ưa. Mama, của tu chữ ưa là. Mẹ ơi, con đói rồi. Tu Mama, của tu chữ ưa là. Tu chữ là thanh bốn nhá. Là cái bụng. Cái bụng đói.
Thế còn no thì nói như nào? Ưa rồi thì có no là gì? Tu tử bảo là tu tử bảo là no rồi đấy. Bụng no rồi. Nó gọi là no bụng đấy. No hoặc là no bụng. Đó. Chưa. À, mình đi tiếp thao sự. À, mình vừa học chữ này đúng không? Mình có nhớ chữ vừa nãy không? Chào phiền đúng không? Ờ. Đó. Chào phiền là cái mẹ bức ảnh. Đúng rồi, chào phiền là bức ảnh. Xong còn có chia sao đúng không? Chia sao là cái gì cô nhỉ? Quen đấy nhỉ? Ấy, chia sao. Chia sao là giới thiệu ấy. Ai chết, cô ghi chữ sao này bị sai rồi. Chia sao là có cái chữ gì nhỉ? Có bộ mịch đúng không? Có bộ mịch ở đằng trước là chia sao là giới thiệu ấy. À, mình đang tìm từ mà có cái bộ như này. Bộ sao này. Chào Đây tiền, nhá, này là chào chào tiền. phiện. Đây chắc là ông là đọc là ao đúng không? Này, chia sao. Sao bây giờ lại có trao sự? Đó, mình nhớ chưa? Trao sự. Trao sự là siêu thị. À, thế thì chắc là cái bộ này nó đọc là ao đúng không? Ao, ao, ao đúng không? Trao sự. Trao sự là siêu thị. Tiếp nào. Tàn cao. Tàn cao. Tàn cao. Tàn cao này khó nhớ thật sự. Để nhớ được gọi. Cao. Bộ mịch xong rồi có. Tàn cao khó nhớ lắm. Chữ này khó nhớ lắm. Tàn nào. Nhưng mà đi thi dễ gặp chữ tàn cao với cả chi tàn lắm. Từ trứng gà đi. Đúng rồi, đây là chữ chi tàn, chữ chữ tàn đấy. Đây là bộ gọi là gì nhỉ? Bộ chủ, người ta đọc là tiếng Trung Quốc đọc là chủ. Chủ. Nhưng mà âm Hán Việt của nó là sơ. Bộ này gọi là bộ sơ. Bộ sơ này. Thế bộ trùng đúng không? Đây là bộ trùng. Còn đây là bộ mễ đúng không? Ồ, còn bộ này là ao cao ở đây thì không rõ, cô cũng không nhớ. Có, nó nhưng mà nó cũng có đứng riêng một mình nó có đấy. Để cô thử tra xem nó là cái gì nhá. À, cao này thì nó là con dê hoặc cừu ấy. Nó đọc là cao. Đọc là cao. Âm Hán Việt của nó là cao. Nghĩa là ví dụ như là dáng cao là con cừu non đấy, ý chữ dáng cao. Cao ở đây chắc là con dê nhỏ đấy. Nó là con dê nhỏ. Con cừu bé hay là con cừu ấy. Nhưng mà Trung Quốc với con dê với con cừu
Nó đều đọc là giáng ấy. Giáng là dê nhưng mà cũng là cừu ấy. Con cừu nhỏ nhá. Đây là con cừu bé. Cao là con cừu bé. À, tàn cao. Tàn cao thì liên quan gì đến con cừu bé nhỉ? Không rõ lắm. Rồi. Nhưng mà để mình nhớ thôi. Nhán chiên. Nhán chiên là trẻ tuổi. Hôm nay học rất là nhiều tính từ đúng không? Nhán chiên. Cái bộ này này cũng đọc là chiêng này, mình gặp ví dụ như là chữ chiêng lỉ đúng không? Chiêng lỉ là giám đốc. Đó. Chiêng. Mình có nhán chi nghĩa là người trẻ tuổi. Thế thì ra là vì có củ trinh à? Lão nhán rấn. Rấn. Lão rấn. Nhén lảo á, có nhén lảo không? Nhén lảo là cũng là người tuổi tác cao ấy. Lảo thì rụa. Nhén lảo lì xoay. Niên lão lực suy già yếu đấy. Nhén lảo. Nhén chinh nhén lảo. Niên lão nghĩa là già đi tuổi tác cao. Còn nén chim là trẻ. Than của nén lão là hãy bu xẻo chu suy wai mèo hoa hoa là giờ tớ ra tôi già rồi. Không muốn đi ra ngoài chơi nữa. Nén lão. Nén chim. Rần chân. Rần chân là gì? Nghiêm túc đấy. Tha hẳn rần chân công chúa. Tha chua sư khẩn rần chân. Tha khẩn rần chân xuế xí. Cũng có nghĩa là chăm chỉ nhá. Cũng có nghĩa là chăm chỉ. Chăm chỉ rồi nghiêm túc đấy. Thanh niên nghiêm túc. Nghiêm túc này, chăm chỉ này. Tùy trong câu nói mà mình thấy nhé. Ví dụ như là rèn chân xuế xí đúng không? Được chưa? Mình nhớ là chữ chân này là có ba nét ở trong nhá. Mình có nhớ chữ chân tợ không? Lần trước mình học chữ chân tợ rồi đúng không? Ủa chân tợ khánh xì hoan. Tôi rất là thích đúng không? Và bây giờ mình học chữ rần chân. Nếu mà bỏ cái chữ này đi thì là thành chữ gì đây? Bỏ cái chân này đi thì nó thành chữ gì? Mình nhớ không? Ai nhớ? Chữ gì đây? Chữ cái Đúng. chữ 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 Đúng rồi, y chứ đúng không? vâng À, chữ hay thật đấy nhỉ. Càng ngày mình càng bớt phải học chữ đi đúng không? Trừ thêm chân nữa thành thành trừ thêm hai cái chân thành chữ chân luôn. Thừa rắn. Xiao Ming là tên riêng là Tiểu Minh đúng không? Có Chu Ming vì vừa mình học chữ Chu Ming xong đúng không? Chu Ming thêm nhĩ vào thì thành chữ Chu. Bây giờ lại gặp bạn Tiểu Minh. Xiao. Xiao Ming. Lại hết từ mới rồi. Nào bây giờ mình ôn lại nào. Mình ôn lại cách đọc nào. Đọc lại cho cô. Bì sai. Bì sai.
Hải Anh, Bị sai. Đăng Dương. Đi xa. Ừ, tiếp nào, nhanh nào, chúng mình đi nhanh nào. Chào biển. Vậy. Chào biển. Chào biển. Chào biển. Ừ. Nhiên trí. Nhiên Nhiên trí. trí. Nhiên. Ừ. Nên là nhiên gì hay là nhiên trí của. Nhiên trí. Nó còn chắc sao mà. Nhiên trí, chữ trí này nhá. Miễn chí. Tiếp nào. Dâu. 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 Không mình. Cung miễn. Thông minh. Thông Thông minh. minh. Ta hẳn thông minh. Thông minh. Hẳn Thông minh trung là miệng thông minh đấy. Tiếp nào. rửa chín Rửa chín. Rửa chín. chín Chủng sự. Hồi sao. Quấy gì? Quấy Hồi gì? Ủa tá. quên nỉ. Hồi hồi Tuệ. tá. Chào sự. Chào sự. Chào sự. Chào sự. Chào Chào sự. sự. Thế thì no là Ừ. gì? Mình nhớ không? Bảo, Bảo cho bảo. bạn xỉa. Bảo có gì? Bảo tu chữ. À, bảo nó cũng có cái bộ giống như này đúng không? Cái chữ bảo như Đúng này không? sao? Đúng rồi ạ. À. Chữ này tràn là gì? Chữ này nghĩa là gì? Đứng đứng à Đúng rồi. Mình nhớ thế. Tiếp chào nào. phải nhìn cái quả chưa nhớ được tàn hết tàu đâu cản tao tàn cản ca tản tàn cao cao tàn tản cao cao tàn cao Cái bộ bên phải là chữ gì? cũng là Đúng chữ cao rồi, là con cừu đúng không? Cừu non. Bộ mễ nữa thì thành chữ cao trong chữ gato đấy. Tiếp nào. nhiên Nhiên chinh. chim Mình nhớ bộ nhiên xa chim nhá. Chinh là nhén chinh. rần Rần chân chân. rần Rần chân chân. rần chân rần thưa rần Thưa rần. Thưa rần. thưa rần Thưa nụ rần. nụ Nổi. lì Hỏi thế nhỉ. À, bây giờ mình học về từ bỉ sai. À, chưa hợp thống chế, bao là sư tú ý xa à. Chưa hứa à? Bao là sư à tú. dấu dụng bị sai lán chiếu bị sai bị sai gì hầu của bấn y chỉ truy chư phản Đúng rồi. Đây là gì? Thi đấu bơi lội đúng không? Thi yeah. đấu bóng rổ. sau Thi sau đấu xong. khi mà Thi sự đấu điều xong xong thì thì chúng ta sẽ đi ăn đúng rồi, gọi là bị sai đấy. Đó. Tiếp nào, tân nhà ba là sư tùy xạ. Nhiên trinh hẳn nhiên trinh nhiên trinh rắn u nhiên trinh Đó, nó vừa tính từ đúng không? Nó là tính từ khẩn nén chinh rất trẻ, không còn trẻ nữa là pu nén chinh. Nén chinh rất là người trẻ đúng không? vâng Nén chí. Hãy in ba là sư tùy xạ. y nén chí ý cơ nén chí Nǐ shì qǐ niān qǐ de xuế shēng, tā hě wǒ bù shì yī ge niān qǐ de. Bù shì. Ta和我不是一个年级的。Tā hě wǒ bù shì yī ge niān qǐ de. dịch cho cô hai câu này. Hai câu này. Anh dịch luôn cho cô. Là học sinh lớp mấy? Đúng rồi, chỉ nhẹ chỉ là lớp. Anh ấy và tôi không phải Cùng lớp cùng khối đấy nhỉ, như mình sẽ là khối gì là cùng khối đúng không, khối 5 hay khối 6 ấy, đây là ý cơ nén chí không cùng khối với nhau.
Ok. Nào Thu Minh, Bảo Hân đọc cho cô nào. Trung Minh, khẩn Trung Minh, tú Trung Minh, Bù của Trung Minh. Mân, vu Trung Minh, của Mân, chúng tôi, Ủa mân ban tờ thống xế. của Mân ban tổ chúng xế khẩn Trung Minh, sure. Sấy xua. Rồi xua của tội gì đấy ạ? Mây Thôi mây. mẹ mẹ. Mây mây. Rồi xua của tội mẹ mẹ. Cú thông Bù. minh. Bù Cú. thông minh. Mình Cú nhớ thông minh. là cái chữ bù này ấy, thì nó đều là bù, đọc là bù, còn nếu là bú thì chỉ đi với là gì? Thanh bốn thôi đúng không? Ví dụ như là suy, bù suy, hay là khan, bù khan, bù xiao đúng không? Đó, còn lại thì đều là bù hết nhé. Nhà gì bù chứ, bù hảo, bù lái, đó, đều là bù hết nhé. Mình nhớ nhé. Bảo xin, nì mên bài là thùng xuế, tao khẩn thông minh mà. Của mân ba tận thùng xuyên khẩn trung mình Tâu khẩn thông minh. tâu khẩn trung mình Hả? À, na nì tờ tì tì nè? Nì tờ tì tì thông bù thông minh? quả tận ti tị thai trung mình À, thai thì mình sẽ có lơ nhá. Ủa, tờ tì tì thai thông minh là. quả tận ti tị thai trung mình ạ. Hảo, xin xin à. Chiêu hứa, ba lão sư tùy xạ, rửa chính. Rửa chính, hẳn rửa chính, bù rửa chính, Đấy, chữ rửa này thì cô bú, đọc là gì? bú rửa chính. Nì mấn tờ lão sư rửa chính mà. Hả? Tâu Nhã, nì quên ý xa, chiêu hứa thú xuế. Dùng rửa chính lái quân. Đang dưng hỏi hỏi dùng dùng rửa chính để hỏi. Để anh nhớ nè. Tha mấy chen băng máng ta cha nắng bu rửa chính mà. Hay thế nhở. Tha khấn rửa chính. Ok. Tha bang chủ tại sao nắng bù rửa chính ma đúng không? Ok, nỗ lực nào Đăng Dương. Đăng Dương đọc tiếp cho cô nỗ lực nào. Nỗ lực khấn nỗ lực bù nỗ lực nì xuế xí nỗ lực mà. Nghỉ xuế xí nỗ lực mà. Hãy anh hỏi Đăng Dương về nỗ lực nha. Anh thì mân ban là thủ xuế nỗ lực xuế xí mà đó hay gì sắp thi rồi mà cậu còn không chăm chỉ học tập à? Mà hỏi câu đấy như nào? Sắp thì dùng như nào ạ? Khoai yào khảo khoai yào Khoai khoai lại giao. Khoai.
快要考试，你不是努力吗？我学习不是努力，我觉得很累。快要考试了，你还不？你怎么了？你怎么还？你怎么还？你怎么还没努力。还没努力学习？还没努力学习？Mình sẽ câu này vào nhé. Sắp thi rồi mà sao cậu vẫn không chăm học thế? Dương trả lời là gì ạ, Dương?我学习不是努力，我觉得很累。学习不是很努力，cũng không cho lắm. Tôi thấy rất là mệt. Sao hôm nay chữ mình viết nó không đẹp nổi nhỉ? Vì thầy giáo cũng thấy rất là mệt rồi. Chưa hỏi bạn mệt rồi我很累，sao? Tôi cũng vậy. Hôm nay tôi có 3 班, 3 班, sáng, chiều, tối. OK, chúng ta tiếp tục xem. Tổng sự, hiện tại là ai đọc nhỉ? Bây giờ đến ai đọc ý nhỉ? Hải Anh hay là Bảo Hân ý nhỉ? Hải Anh à? Hãy anh đọc cho cô nhé. Vâng ạ. Chủ sư quán Xì à? yếu xị. Chủ sư xoay chảo chưa cơ chưa Chữ cái chữ. cơ chữ我总是写作，Toàn là gì? Toàn là chơi game ấy, toàn là ngủ ấy. Cái chữ này tôi toàn là viết sai ấy. Đúng không? Hân hỏi chị Hải Anh về chủ sư giúp câu với. Hân ơi. sư ạ. Chủ sư chưa mà. Chủ sư chua là什么意思啊？什么意思啊？Cái từ này viết như thế nào đấy? Tớ toàn là viết sai thôi. Thế con hỏi như nào? Cái từ này nói như nào? Chữ cái chữ à? Chưa cơ chưa ạ? Chưa cơ chưa ạ? Chủ à chưa cơ chưa ạ? Chủ như thế nào? Cái gì chuyển vào nhau chưa cơ chưa ạ chung chuyển vào nhau của chủ sư của chủ sư xỉa của chua Đúng rồi. Nhưng mà mình nói là chẩn mà xỉa. Chơi cái chữ chẩn mà của xỉa. Của chủ sư xỉa chua. chung chưa Hãy anh nói như nào. Anh trả lời như nào về câu này? Nǐ kàn nào, wǒ xiǎ nào. À, nǐ zǒng shì bǎ什么？狗断了，别的不。gì nhỉ? Mình giả sử là mình viết hay viết sai chữ gì nhỉ? Thôi, thôi cái đấy hơi khó.
Thì con bảo là cậu viết theo như tớ, từng nét như tớ là được rồi, cậu viết như tớ là được rồi đây này. À, cậu nhìn tớ viết này. Thế à, cậu nhìn tớ viết này thì nói như nào?你看我写。你看我这样写，我看我这样写。rồi bây giờ hai bạn thực hành lại cái mẫu câu đấy đi. À, lại nào, tua lại lần nào, lần nữa nào. Hân hỏi trước đi. Hai câu khác ạ. Không hỏi lại đúng câu vừa nãy. Câu đấy hơi khó mà. Chưa cơ chữ xỉa chuẩn mai giang Câu bảo là lụa chuẩn mã xỉa mà. chuẩn Chuẩn mai mã xỉa xỉa. Lại, lại, lại. lụa Tua lại, tua lại, tua lại. chưa cơ chữ chuẩn mai xỉa chủng sư của chủ sư xỉa chua nị can của chơi gian xỉa Hảo, xin xỉa. Ok. Nào, bảo Hân đọc cho cô khuấy tá nào. quầy táo quân chỉ sợi nồng quầy táo chưa cơ quân chỉ của cửa gì quầy táo chưa cơ quân chỉ Hân dịch luôn cho cô nào. Quầy táo trả lời câu hỏi ai 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 có thể trả lời câu hỏi này. Tôi có thể trả lời câu hỏi này. Đó, khuấy tá là trả lời đúng không? Đó, dễ, cái này dễ. Rần chân, chưa khứa ba lão sư tuổi ý xa. Khẩn rần chân, khấn rần chân, bù rần chân, tha sư ý cưa, chua Chùa sư à cô? sử, đúng rồi, chùa Chua sử. sư rần chân tờ rấn. Dịch cho cô câu quấy nào. Anh ấy là một người anh ấy là một người lắm chuyện à cô? Làm việc rất là nghiêm túc ấy. À Làm việc rất là nghiêm túc. vâng, Rất là chuẩn chỉ. anh ấy muốn là một người làm việc chuẩn chỉ. Đó. Đăng Dương hỏi liên quan đến rần chân giúp cô nào. Hai bạn nói chuyện về cái từ rần chân này. Rần chân thường là nói về học tập này, làm việc này, hoặc là tính cách của con người. Đăng Dương hỏi đi, Đăng Dương, mở mic đi. Sao đấy, Đăng Dương ơi? Đăng Dương không ở đấy à? Nãy em con nghịch AirPod nên là nó chui vào cái AirPod, con không nghe thấy cô nói. À thế à? Thế bây Vâng. giờ Đăng Dương hỏi Thu Hà về cái rần chân này đi. Đăng Dương đang ở Hải Phòng à? Dạ vâng, con đang ở Hải Phòng. Ok. Cô ấy là người như thế nào? Chẳng hạn thế. Quả chủ là tha sư y y gần chân gần nghĩ chế là nghĩ quay gần sư tha mà Đăng Dương hỏi ý gì đấy? Cô cũng không đây thấy rõ lắm. cô nghĩ là con hỏi là cô ấy trông có vẻ khá là nghiêm túc thì Bạn có quen cô ấy không? Biết cô ấy không à? Nghĩ có thể làm quen với cô ấy, làm bạn với cô ấy không, làm quen. Cô chỉ tớ bù nắng. Ôi sao mà? Anh quay tha sư ý cứ rần chân rần. Nǐ qǐ xǐ huān wǎn shuǎ ma? Bù xǐ huān rèn chuān de rén. Wǎn shuǎ là chỉ thích chơi đùa thôi à?
他太认真了，我怕他伤心，对吧？有的他管那个工人了。OK，哦，那bây giờ chúng mình học ngữ pháp nhé. Nhưng mà trước khi xong, mình sẽ lại认真này,认真学习này,认真做事，đúng không？啊，总是睡觉，总是写作，总是玩游戏。cái từ总是này hơi hơi có nghĩa tiêu cực nhỉ? Con Gì mà nào toàn là gì? Không phải đâu, chắc là do ví dụ đấy. Chứ còn có lúc là cô ta总是笑着跟别人说话thì nó là nghĩa tích cực mà. Tại đây chẳng qua ví dụ tự nhiên nó bị thế nhá. Còn từ chủng sư này là từ trung tính, không phải là nghĩa xấu đâu. Khuấy tá thì cứ nhớ là khuấy tá问题đúng không? Thế là được rồi.热情cũng là một tính từ chỉ nhiệt tình ấy. À, giáo viên có nhiệt tình không? Tha có nhiệt tình làm việc không? Đúng không? À, anh ấy có nhiệt tình giúp đỡ mọi người không? Tha rửa chính ban chùa bìa rắn ma. Đúng không? Nỗ ly cũng thế. Nỗ ly với rần chân nó cũng giống nhau. Đúng không? Nỗ lực với cả chăm chỉ. Đó. Rồi nhén chí nhớ nhá. Nên nỉ sang chỉ nhén chí là mình phải biết là gì? Ủa sang sử nhén chí hay là ủa sang ba nhén chí? Thông minh thì là gì? Thông minh. Đó. Nhén chinh là trẻ tuổi. Rồi. Rồi bây giờ mình sang yêu nhá. Yêu yêu là đang làm cái này để làm cái kia hoặc là đang chỉ tình trạng. Nó vừa thế này vừa thế kia. Mình ghi vào trong vở đi nha. Yêu yêu nghĩa là vừa vừa. Ví dụ như là quay bia yêu khay yêu lỡ. Hãy anh ơi đọc cho xong rồi dịch cho cô chỗ này đi. Hãy anh đọc xong dịch cho cô chỗ các ví dụ này đi. Hãy anh mở mic chưa? Quay tiền không nghe thấy được chưa ạ? Được rồi, bây giờ nghe được rồi. Quay tiền vô tuyết đọc là gì đây nhỉ? Khay, khay là vừa tối vừa lạnh ấy. Hay hay quay tiền vô khay vô lỏng chưa cơ si Chưa qua qua vô nhiều thai thiên. vô tiền nà cơ yêu cao yêu tiêu lãng tờ nữ khái sự sư ơn niên trí tận Là dịch nào. bên ngoài vừa tối vừa lạnh quả dưa hấu này vừa to vừa ngọt bạn nữ ở khối 2 vừa cao vừa xinh. À, bạn nữ vừa cao vừa xinh là năm thứ hai, có thể dịch là năm thứ hai, ví dụ sinh viên năm thứ hai thì là ta là ta xuế thì ở nhánh chí thì đọc là ta ở, mình dịch là năm thứ hai nhá, tại vì đây là toàn là sinh viên mà. Đúng rồi, đấy là yêu yêu. Nào bây giờ ta quay khẩn chu mình dễ khẩn rưa chính thì dùng yêu yêu để viết lại câu này nào. Chiêu khứa. Ta quay sự ý cơ rắn dầu trung bính dầu đưa chính Yêu khẩn rưa chính. Ta quay yêu chu mình yêu rưa chính. Được rồi, Đăng Dương làm cho cô câu này nào. 这件衣服很好看，只要100块钱。这件衣服怎么样？那用又又来查嘞。这件衣服很好，哎呦，也又好看又贵，便宜，贼，便宜。我这么容易，两个呢？百一100thì cũng rẻ thật。又便宜啊！那搞了没到这件衣服又好看又便宜，这这件衣衣服服又又好好看又便宜又又便好。宜，这件衣服又好看又便宜，这件衣服又好看又便宜。接你的房间怎么样？还当当灯阳啊？你用又回答问题吧。
房嗯，间，讲了你的还是我的？我的。我的房间又大又漂亮，哎，好看。那漂亮话啦，好看，懂得整齐，整洁啦，叫 sexy，干干哎，那整齐，整洁洁啦，sexy 整啦，叫干那干干哎。对，海英，你回答问题，妈妈做的菜怎么样？妈妈做菜又好吃又好看。非常好，妈妈做的菜又好吃又好看。mình có học thêm cái chữ营养nhá, mình ghi mấy từ này vào nè. Thứ nhất là từ chỉnh chế, mình tập và nhớ những cái tính từ này nó quan trọng nhá, ngăn nắp sạch sẽ. Nhiều từ mới không? Nhiều ạ. Hôm nay nhiều thật. Nhưng mà chính ra Hà có vẻ nhớ nhiều từ mới tốt tốt đấy. Em lười học với cô ạ, em营chẳng có thời养, gian.营养là dinh dưỡng, vừa dinh dưỡng vừa ngon miệng,营养美味,美味là gì? Mỹ vị đấy, nhưng mà mình dịch là ngon miệng nhá. Mỹ味人生đúng không? Mỹ vị nhân gian, mỹ味人间. Đó, mình chép mấy từ mới này vào. Mấy từ này đều rất là hay. Yêu营养, yêu mỹ味. Nào mình tập nói nào. Mình nhắc lại hai câu này cho cô. Đợi đợi tí cô. À rồi mình đang chép. Rồi cô ạ. Được rồi, thế thôi mình đi qua nhá. Mình dùng yêu yêu hồi đáp vấn đề nhá. Chơi cha trao sư tổ tung xị gì đây? Yêu gì? Cái này mình bịa thôi. Các đồ cái siêu thị này thì vừa rẻ vừa tốt thì nói như nào? Yêu Bạn nhỉ? hảo Thiền chưa hảo? dung hảo Hảo dung, dung yêu hảo hảo dung. dung yêu hảo dung yêu bé đi Yêu phiền. kiến Thế chữ yêu vào nhá. Cái này ở trong sách có nhá, mọi người điền vào trong sách nha. Hoặc là điền ra vở. Phiền nhỉ? Chữ y này đúng chưa? Để cô xem ở trong bao nhiêu nào. Mọi người dở trang trang. 32. Đúng rồi. Trang 32 nhá. Tha chua tờ à, tha chua fan chua tờ gì? Vừa nãy ha, có từ đấy ha, chép ra luôn. Yêu Dính gì? dính dạng. Yêu dính dạng Yêu yêu. dính dạng yêu yêu mỹ quay. Ý nhà. Chữ dạng này đúng chưa nhỉ? Chết cha vừa nãy mình không. Yêu ý nhà. Yêu mấy quay. Đúng rồi. Rồi, tôi xin khoan gì? Tôi xin khoan gì? Tờ y phụ. Tất nhiên là vừa rẻ vừa đẹp rồi thì nói như nào? Tiếng Yêu gì bén khăn y, yêu khăn hào khan. ai nhỉ Yêu bén y. tiểu bén y Chữ y này
Xem lại cho cô, đọc hộ cho cô chữ Y này có những cái bộ gì đây? Bộ ngôn bộ À, vừa nãy cô thừa một cái bộ ngôn ý. Mọi người sửa à lại cho cô nhé. Có như này thôi. Đây này, ở bên này này. Đây này, chữ Phía Nhi đâu nhỉ? À đây, chữ Phía Nhi này này. Không không có bộ ngôn này, bỏ bỏ cô nhé. Phía Nhi. Yêu Phía Nhi, yêu học khan đi. Được chưa? Chép trên xong chưa? Để mình sang động từ chính mấy động thứ hai này nhá. À, mình cô giảng trước nhá, xong rồi buổi cô còn cho bài tập dịch nữa, mọi người dịch nhá. Mình làm bài tập. Hẳn tua rần ná chờ bao chữ chua chạy mấn khẩu. Ná chờ bao chữ, đây là một động tác này, cầm báo đúng không? Chua chai mấn khẩu là ngồi ở cửa. Vậy thì động từ chính của nó là động từ ngồi ở cửa. Và cô ấy, mọi người ngồi như thế nào? Mọi người vừa vừa gì? Vừa cầm tờ báo vừa ngồi. Cái này này, động từ bên này, verb 2 là động từ chính nhá. Động từ chính. Còn cái verb bên này, verb 1 này nó chỉ phương thức đúng không? Phương thức của động của cái việc ngồi đấy như thế nào? Ná chờ bao chữ. Phương thức đúng không? Đó. Rất là nhiều người ở bên ngoài cầm tờ báo để chờ ngồi ở cửa đúng không? Thằng Piana cơ ná chờ su. Ná chờ su là verb 1 này. Xiao. Xiao là verb 2 là cười. Một cái người là thằng Piana cơ ná chờ su xiao tờ rấn sư sấy. Cái người mà cười vừa cười vừa cầm cái quyển sách ý, ở bên cạnh là ai đúng không? Đó là xiao chữ ná chữ su xiao. Tha chủ sư xiao chữ cân cửa rấn su họa xiao chữ là verb 1. Tha chủng Cân sư cửa sao rấn cho su cân họa. cơ rắn Su sư họa sao. là verb 2 đúng không? Cô ấy toàn là gì? Vừa nói vừa cười Một với khách hàng. Vừa nói chuyện vừa cười với khách hàng đúng không? Đấy, đây là cái động từ 1 với động từ 2. Mình nói xiao chữ shen ma tự. Bây giờ mình tập nhá, tha chai chua shen ma. Cô ấy vừa gì đây? Vừa vừa ăn táo vừa đọc sách chẳng hạn thì nói như nào? Cầm táo là ná chợ đúng không? Mình nhớ ná chợ tha không? tha ná chợ tha ná chợ bính của Ý cơ苹果, tha chờ ý cơ tha苹ná果. chợ ý cửa bính của khăn su Đúng rồi, khăn su. Mọi người theo được không? Hải Anh với Hà được ạ. Hân. Đó, rồi. Tha chạy chư chờ苹果, khăn su hoặc là ná chờ ý cơ苹果, khăn su cũng được nhá. Rồi, tha bằng chạy chua sao mà? Vừa nói chuyện vừa Uống vừa nước. uống nước đúng không thì nói như nào? Tha Tha mận, hỏi là tha mận tha thì mận trả lời là tha mận. tha mận Tha tha mận khó chưa được hay là ná chưa mận hứa chợ khơ sợi hứa chợ khơ sưởi trở nguyên sợi liệu khơ hứa trở sợi hứa chợ sưởi sương phụ chua chua hoa khoa. Rồi. Léo theo cũng được, léo theo mình học chưa? liên Léo thuyền hả theo cô là kiểu tán gẫu ý. liên thuyền ấy Ừ đúng rồi, léo theo. Léo theo là tán gẫu ý, trò chuyện tán gẫu. Léo theo với thường là tha mình xeo trở léo theo. Mình ghi chữ léo theo vào nhá, léo theo trò chuyện tán gẫu. Hôm nay mình giải quyết được xong phần ngữ pháp, xong buổi sau
Mình làm bài tập của ngữ pháp xong rồi mình làm bài课文, chắc là xong bài. Cô ấy đang xem tivi, vừa uống nước vừa xem tivi đúng không? Xem tivi chắc là chính, còn uống nước là phụ. Nói như nào? Cô ấy nằm uống nước chẳng hạn đi, thẳng. Nói như nào, Hải Anh? Năm là Thẳng trợ. tha thản trợ khơ sẩy. Đúng rồi, tha thẳng trợ khơi sẩy. Rồi tiếp nào. Tha thay xua sở ma vừa đi vừa cười vừa nói điện thoại tả thêm khoai thì nói như nào? Hãy Bảo Hân nào. Tha chai gì đây? Hoa trai. Tả thiên hoa. Tha tay. Tha trai. Tả thiên hoa. Tả chưa tìm quá. Không, mình nói về xeo trợ chứ. Cái động từ tả thêm Tha khoa là động từ chính thì đặt sau, còn tha xeo trợ. tha tha trai xeo trợ tả thiên hoa. Rồi. Thôi cái phần này để phần sau nhé. Hôm nay mình học đến đây. Ok. Cô sẽ giao thêm bài tập dịch với cả các bạn tự làm bài tập trong sách nhá. Có phần tiếp theo trong sách nó là exercise. Mình làm hết nhá để buổi sau chữa cho nhanh. Các bạn nhìn thấy không? Exercise trang 3334 nhá. Ok. Thủ trưởng ban giải chiến. Xin chào. Dạ, xin chào. Bye bye.